Hồ Văn Cường bị một thế lực chơi xấu giữa thời điểm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Ba tuyển thủ Việt Nam sáng cửa xuất ngoại sau World Cup nữ 2023. Bị bạn cũ tố nợ tiền không trả, ông trùm chân dài, Vũ Khắc Tiệp thách thức đòi kiện ngược. Hoàn thành ghi hình chung kết tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, xôn xao thứ hạng của Chibu. Trấn Thành bị đàn em chỉnh vì nói sai thành ngữ trên sóng truyền hình. Cận cảnh đám cưới độc lạ của Dinh Tuấn Kiệt Buka. Hồ Văn Cường bị một thế lực chơi xấu giữa thời điểm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Hồ Văn Cường đối diện với tin không hay khi thời gian qua nam ca sĩ trẻ chỉ tập trung vào các hoạt động âm nhạc. Sau khi rời khỏi nhà của Phi Nhung cùng với những ồn ào, Hồ Văn Cường đã nhận được sự giúp đỡ của Ngọc Sơn và tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Suốt thời gian qua, nam ca sĩ đã miệt mài tham gia các sân khấu âm nhạc và nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Lượng người yêu mến nam ca sĩ trẻ cũng gia tăng. Tuy nhiên giữa thời điểm này, Hồ Văn Cường lại đối diện với tin tức không hay khi anh bị một thế lực kìm hãm sự phát triển trong sự nghiệp. Theo đó, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một nhóm anti-fan Hồ Văn Cường. Số lượng thành viên của nhóm cũng đạt mức cao, lên đến hàng nghìn người với tần suất hoạt động đều đặn. Bên cạnh đó, những nội dung được chia sẻ trên group này đều liên quan đến ồn ào của Hồ Văn Cường với ca sĩ Phi Nhung trước đó. Không chỉ vậy, những tranh cãi về giọng hát của nam ca sĩ trẻ cũng thu về lượng thảo luận, bàn tán lớn. Sau một năm rời khỏi đội ngũ quản lý của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn theo đuổi sự nghiệp ca hát và đạt được những thành công nhất định. Đặc biệt, lượng người hâm mộ dành cho nam ca sĩ trẻ ngày một gia tăng. Có fan không ngừng ngại tặng những bó hoa tiền giá trị cực khủng, làm quà thể hiện tình cảm với anh. Trước việc Hồ Văn Cường liên tục nhận được những món quà vô cùng giá trị, từ người hâm mộ, đại diện FC của Hồ Văn Cường cho biết, nam ca sĩ trẻ luôn nhận được tình cảm của người hâm mộ. Đặc biệt, những người hâm mộ luôn coi nam ca sĩ là con cháu trong gia đình, nên đã dành tặng anh những món quà giá trị nhất. Trước đó, khi nói về khoản cát xê nam ca sĩ nhận được, Ngọc Sơn cho biết toàn bộ số tiền và quà nam ca sĩ nhận được đều do chính anh nắm giữ và có kế hoạch riêng. Ba tuyển thủ Việt Nam sáng cửa xuất ngoại sau World Cup nữ 2023. Bộ ba cầu thủ Thanh Nhã, Hải Yến, Dương Thị Vân hoàn toàn đủ khả năng thi đấu ở nước ngoài sau vòng chung kết World Cup nữ 2023. Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã. Thanh Nhã nổi lên như là một trong những cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá nữ Việt Nam. Nữ tuyển thủ sinh năm 2001, sở hữu kỹ thuật khéo léo cùng những pha bứt tốc ấn tượng. Ở tuổi 21, Thanh Nhã đã có 2 tấm huy chương vàng SEA Games và cao hơn là tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Cô nàng quê Thường Tín được chú ý khi chọc thủng lưới đội tuyển nữ Đức, đội bóng đang thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA. Với những gì thể hiện suốt 2 năm qua trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội Y, Thanh Nhã đủ sức nối bước đàn chị Huỳnh Như xuất ngoại. Được biết, có nhiều đội bóng tại Đức, Pháp muốn có sự phục vụ của Thanh Nhã ngay trước thềm World Cup nữ 2023. Kèm mức lương có thể lên đến hơn 5.000 đô la Mỹ. Nếu thể hiện tốt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới, giá trị chuyển nhượng của Thanh Nhã còn tăng cao hơn nữa. Tiền đạo Phạm Hải Yến. Phạm Hải Yến là một trong những chân sút cừ khôi của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội với 2 chức vô địch U19 quốc gia, tiền đạo sinh năm 1994 tiếp tục được thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng thủ đô. Hải Yến được bầu làm đội trưởng Hà Nội từ mùa giải 2019 nhờ thành tích và đóng góp đáng ghi nhận của mình. Đóng vai trò như người hùng thầm lặng, Hải Yến không ghi bàn thắng quá nhiều. Nhưng tiền đạo quê Thường Tín luôn là người hỗ trợ để Huỳnh Như tỏa sáng. Ở vòng chung kết World Cup 2023 sắp tới, dù rất khó để chọc thủng lưới những đội tuyển hàng đầu thế giới, nhưng sự hiện diện của Hải Yến trên sân luôn đem lại những kỳ vọng nhất định trong những tình huống tổ chức phản công. Đã có thời điểm, Hải Yến từng có cơ hội gia nhập Lang FC nhưng đôi bên gặp những trục trặc về giấy tờ. Điều đó khiến cô không thể xuất ngoại. Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ là sân chơi để Hải Yến thể hiện bản thân và cũng là cơ hội để cô thắp lại giấc mơ trời Âu. Dương Thị Vân. Từ lâu,
Dương Thị Vân đã là sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1994, bắt đầu khoác áo tuyển Việt Nam từ năm 2013. Kể từ đó, cô có 69 trận đấu cấp độ quốc tế, ghi được 14 bàn thắng. Khi đội tuyển nữ Việt Nam thống trị Đông Nam Á, người hâm mộ khó lòng nhìn ra tầm quan trọng của Dương Thị Vân. Ở trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand, cầu thủ nhỏ bé này đã thực sự tỏa sáng. Dù gặp bất lợi về mặt thể hình khi chỉ cao 1m53 nhưng cô vẫn nỗ lực tranh chấp và xử lý bóng rất hay trong phạm vi hẹp. Nếu thể hiện tốt như trong các trận giao hữu gặp Pháp, Đức hay New Zealand, việc Dương Thị Vân được nhiều đội bóng nước ngoài quan tâm cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Bị bạn cũ tố nợ tiền không trả, ông trùm chân dài, Vũ Khắc Tiệp thách thức đòi kiện ngược. Vụ việc Vũ Khắc Tiệp vay tiền không trả đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Ngày 17 tháng 7, ông bầu Venus Vũ Khắc Tiệp bất ngờ bị một tài khoản Facebook tát thẳng tên với nội dung đòi nợ. Người này đăng tải kèm bằng chứng là loạt tin nhắn Vũ Khắc Tiệp khất nợ nhiều lần, sau đó im lặng không trả toàn bộ số tiền gốc lẫn lãi. Theo phía chủ nợ, Vũ Khắc Tiệp nợ chị số tiền 200 triệu đồng cùng số tiền lãi là 16 triệu. Trong thời gian cho vay, chị liên tục nhắn tin, gọi điện đòi tiền, nhưng chỉ nhận lại những tin nhắn xin khất nợ hoặc những lý do trời ơi đất hỡi như bận livestream hay lỗi ngân hàng. Quá bức xúc, chị quyết định đem toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội. Đáp lại, ông bầu nổi tiếng cho biết sẽ kiện chủ nợ tội cho vay nặng lãi. Chị dám ghi status bôi nhọ tôi thì chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chị không còn cơ hội xin lỗi. Ông bầu cũng khẳng định chắc nịch, chắc chắn bà sẽ đi xa lần này và trả giá. Cho vay 10% một tháng mà còn. Theo chủ nợ, sau khi đòi được số tiền này, chị sẽ đem toàn bộ đi làm từ thiện, đồng thời cũng không ngại giải quyết vụ việc với Vũ Khắc Tiệp tại cơ quan công an. Đây không phải là lần đầu tiên ông bầu Venus bị tố vịt nợ. Trước đó, anh bị một doanh nghiệp tố cáo vay số tiền 12.000 đô la Mỹ, hơn 276 triệu đồng, nhưng không trả. Số tiền này đã lên tới con số hơn 140.000 đô la Mỹ, hơn 3,2 tỷ đồng trong suốt hơn 10 năm. Vũ Khắc Tiệp sinh năm 1983. Tại tỉnh Nam Định, anh được mệnh danh là ông trùm chân dài khi là chủ sở hữu người đại diện pháp luật của ba công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế thời trang vệ nữ, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang vệ nữ và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Modern Sao Kim. Vũ Khắc Tiệp cũng là ông bầu đứng sau sự thành công của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Hiện tại, vụ việc Vũ Khắc Tiệp nợ tiền không trả vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Hoàn thành ghi hình chung kết tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, xôn xao thứ hạng của Chibu. Thứ hạng của Chibu tại tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 được dân tình quan tâm nhất lúc này. Tham gia tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chibu nhận được sự quan tâm của khán giả trong lẫn ngoài nước. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sự đầu tư cùng kỹ năng trình diễn ấn tượng giúp sao nữ nhận về nhiều khen ngợi. Sau khoảng thời gian gây sốt, mới đây nhất, tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 đã đi đến hồi kết. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, buổi ghi hình chung kết đã khép lại vào ngày 17 tháng 7. Sau đó 4 ngày, kết quả chính thức của tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 mới chính thức được công bố. Trên các nền tảng mạng xã hội, xuất hiện một số thông tin liên quan đến thứ hạng của Chibu, cũng như các nghệ sĩ. Cụ thể, quán quân tỷ tỷ đạp gió rẻ sóng 2023 thuộc về Ella, hạng nhì thuộc về Amber, hạng ba là Maria, hạng tư gọi tên Tana. Đặc biệt Chibu được gọi tên ở hạng 5. Những thứ hạng còn lại lần lượt là Lưu Tích Quân, Chu Châu, Hoàng Lệ Linh, Lưu Tĩnh Sang, Giả Tịnh Văn, Cung Lâm Na. Thông tin Chibu được góp mặt vào top 11, đồng nghĩa với việc được debut tại đất nước tỷ dân với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ mới, cùng hàng loạt cái tên đình đám khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Tuy nhiên, kết quả này hiện vẫn chưa được ban tổ chức xác thực. Kể từ khi được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chibu vấp phải nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Chibu đã thay đổi cách nhìn nhận của khán giả. Tại CBiz, Chibu sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trước thềm diễn ra chung kết tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, sao nữ được fan mua quảng cáo phủ sóng ga tàu điện, trung tâm thương mại, trang trí xe buýt, màn hình LED cỡ lớn để tiếp ứng. Không những vậy,
Nền tảng mạng xã hội Weibo của Chibu dù mới thành lập chưa đến 3 tháng đã cán mốc 300.000 người theo dõi. Điều này chứng minh cho sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ 9X tại đất nước tỷ dân. Trấn Thành bị đàn em chỉnh vì nói sai thành ngữ trên sóng truyền hình. Mặc dù sai nhưng Trấn Thành vẫn có màn bào chữa khiến cho nhiều người chú ý. Trong tập 8 Rap Việt mùa 3, Trấn Thành khiến dân mạng chú ý khi bị phát hiện nói sai thành ngữ Việt Nam. Cụ thể, sau màn trình diễn Hạt Gạo Làng Ta của Lo và Double Tuti, nam MC đã dành lời khen cho hai thí sinh, cặp này cũng gọi là kẻ tám cân, người nửa lạng. Ngay lập tức, Big Daddy phát hiện Trấn Thành nói sai thành ngữ, liền chấn chỉnh ngay trên sóng truyền hình. Anh ơi, nhưng mà tám cân khác hẳn nửa lạng đấy anh ạ, à, chồng của Emily nói. Thế nhưng nam MC vẫn chưa nhận ra lỗi sai, thậm chí còn đáp trả bằng cách cung cấp thêm kiến thức. Em có biết nửa lạng ngày xưa là 800 gram đấy em ạ. À. Thế vậy, Big Daddy tiếp tục bắt bẻ Trấn Thành, nhưng anh bảo kẻ 8 cân, người nửa lạng thì cái đó em nghĩ là nó khác đấy. Mãi đến lúc này, chồng của Harry cũng mới nhận ra mình nói sai, cười ngượng ngùng và có hành động ngất trên sân khấu. Khoảnh khắc nhầm lẫn của Trấn Thành khiến các huấn luyện viên và khán giả thích thú. Sau đó, nam MC phải sửa lời nhận xét của mình, tôi nói lại, với hai thí sinh kẻ nửa cân, người tám lạng thì số bình chọn là bao nhiêu? Được biết đây không phải lần đầu tiên nam MC gặp sự cố sai kiến thức khi đảm nhận vị trí MC cho các chương trình truyền hình. Cách đây không lâu, khi xuất hiện trong Ca Sĩ Mặt Nạ, Trấn Thành đã có màn nhận xét về giọng hát của Tí Nâu, Thùy Chi với ca khúc Ave Maria. Anh đã nói, Tí Nâu hát thánh ca theo kiểu bóp, giọng pha và cho rằng nếu hát theo phong cổ điển, giọng nặng, có độ rung ngân hơn. Kiểu bán cổ điển này không phải sở trường của Tí Nâu. Bạn ấy hát bài này theo kiểu bóp thôi, giọng pha. Bạn ấy mà hát theo kiểu cổ điển sẽ nặng, ngân hơn. Nhưng bạn ấy quá giỏi, giọng rất đẹp, nam MC nhận xét. Sau khi chương trình lên sóng, Virus nói rằng Trấn Thành đang hiểu lầm thể loại opera và cách thể hiện thánh ca. Hay trong người ấy là ai mùa năm, nam MC cũng bị soi ra có phát ngôn không chuẩn về chuyên môn y khoa, người ta phải mở mạch máu ra rồi đưa hóc môn và mọi thứ vào để chuyển giới. Theo lý giải chuyên môn, việc tiêm hóc môn nam, cụ thể là testosterone vào các mạch máu, là chống chỉ định trong y khoa. Ngay sau đó, phía chương trình Người ấy là ai đã lên tiếng thừa nhận sai sót khi đưa thông tin về quá trình chuyển giới của NBAK. Chương trình cũng đã kịp thời rà soát lại nội dung, cắt bỏ phần chia sẻ sai kiến thức của Trấn Thành trên các nền tảng phát lại của chương trình. Đối diện với những phát ngôn gây tranh cãi, thay vì lên tiếng giải thích, không ít lần Trấn Thành chọn cách im lặng để mọi chuyện dần qua. Cận cảnh đám cưới độc lạ của Dinh Tuấn Kiệt Buka. Dinh Tuấn Kiệt và Buka vừa tổ chức một đám cưới chuẩn miền Tây. Mới đây, mạng xã hội rần rần lan truyền những hình ảnh được cho là trong đám cưới của cặp đôi nổi tiếng Dinh Tuấn Kiệt và Buka. Tuy nhiên trên thực tế, đây là những cảnh quay trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ, vừa lên sóng vào tối ngày 16 tháng 7 vừa qua. Mặc dù là đám cưới giả, nhưng Dinh Tuấn Kiệt và Buka đã thực hiện đúng những nghi thức chuẩn văn hóa miền sông nước, trong đó có uống rượu giao bôi, trao nhẫn cưới, sánh đôi chào quan khách, không khác gì các cặp vợ chồng trong ngày cưới ngoài đời thực. Đám cưới có sự xuất hiện của Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Thúy Ngân, Lê Dương Bảo Lâm. Trong đó Trường Giang vào vai cha cô dâu, nam danh hài mạnh miệng tuyên bố nhà có 50 hectare đất, tặng con gái rất nhiều vòng vàng khi về nhà chồng. Trong khi đó, Lâm Vĩ Dạ đóng vai mẹ chú rể, đại diện nhà trai tặng cô dâu 200 cây vàng sính lễ. Hai bên gia đình liên tục khoe độ giàu có, chịu chơi khiến khán giả không nhịn được cười. Đáng chú ý, Thúy Ngân cũng góp vui tuyên bố tặng cô dâu Buka 20 cây vàng, nhưng gửi trước 1 cây, còn 19 cây còn lại chuyển đến sau, làm dân tình cười nghiêng ngả. Sau màn trao quà, cô dâu Buka cùng chú rể Dinh Tuấn Kiệt cùng dàn khách mời nổi tiếng, cùng nhau ăn uống linh đình, hát ca đúng phong cách đám cưới miền Tây. Đáng chú ý, trước khi kết thúc chương trình, Trường Giang bất ngờ tung hình về một đám cưới thật trong tương lai. Hôm nay chúng ta tái hiện lại phần nào tiệc cưới của người dân Tây Nam Bộ. Nó dễ thương và gần gũi. Hôm nay mình tổ chức cho Buka và Dinh Tuấn Kiệt là giả. Biết đâu tháng 11-12 này mình tổ chức thiệt thì quá trời hạnh phúc. Nếu ông trời thương xây duyên thật sự cho hai đứa yêu nhau, thì đến với nhau chứ ngại gì nữa. Ngoài đời,
Dinh Tuấn Kiệt và Buka là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả nhờ ngoại hình vô cùng đẹp đôi và chemistry dễ thương. Khán giả hy vọng cả hai sẽ sớm về một nhà, trở thành vợ chồng thật chứ không phải đám cưới giả nữa.